Wow. Hello, everyone. Hello, the world out there. This is Tan from Australia, ladies and gentlemen. Today, I'm so excited and very excited to making this short video to all of you. I have a lot of requests. Also, I know I make video in the past, but everyone actually can't find the video. I can't. Yes. So I just making another brand new video for you. Showing you actually step by step how you can buy a coupon in DealShaker. So today I was speaking two language, English and then Vietnamese. So excuse me, I will say a few words in Vietnamese for everyone to know. Okay, I start the English first and then the Vietnamese after. Okay, so excuse me. Thank you very much. Chào tất cả các cô chú anh chị em mình nha, thành đây. Thành biết rằng là gần đây Thành nhận được rất nhiều tin nhắn từ tất cả các cô chú anh chị em kêu Thành phải làm một cái video bằng tiếng Việt và hướng dẫn cho quý vị cách mua coupon như thế nào. Cho nên hôm nay Thành sẽ làm một cái video bằng hai thứ tiếng là tiếng Anh trước, sau đó bằng tiếng Việt, hướng dẫn cho quý vị cách thức từng bước một mua cái coupon trong DealShaker như thế nào nha. Xin lỗi, Thành sẽ nói làm bằng tiếng Anh trước, rồi sau đó Thành sẽ làm bằng tiếng Việt nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị có thể share cái video này ra nha. Quý vị có thể vào cái kênh YouTube Thành OC thì trong đó sẽ có rất nhiều video cho quý vị nha. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ok, thank you guys, thank you so much. So yes, all of you, you can share the video around if you like. If you want more information, please go into the YouTube channel and type in Tan OC. In there, you will see a lot of my video, all the instruction, login or anything that you like. Okay, but today I will show you in Gigan to how you can use your coin, how to buy the coupon. Okay, now allows me to share the screen and then I will show you. Okay, are you ready? Okay, here we go, ladies and gentlemen. First of all, you need to go into the oneecosystem.eu. Okay. Go there, and then what you need to do, you need to click. When you go to oneecosystem.eu, okay, they will come up with this page, right? Open your internet browser, go here into your oneecosystem, click enter. They bring you to this page, and then what you need, you click on the DealShaker merchant. Okay, click on DealShaker merchant. That will bring you to the next page, ladies and gentlemen. Okay, that will bring you to the DealShaker page like this. Wow, beautiful. Okay, for this, okay, you need to find the products that you like. But for me, normally what I do, we need to log in into our account first, and then you can find the product you can buy straight away. Otherwise, you can find the product and you can log in later, but sometimes you have to re-log in again. So to save time, we always go into the login. So put your username, the very top username in there, and then your password into it, okay? Your password, and then click enter, right? And you can search whatever products inside, and then you can buy, right? Easy and very simple, ladies and gentlemen, okay? So sometimes internet run a little bit slow because I've been open so many different browser. So now we are logged in. We can see this is the username and so on. Okay, you can pick whatever the username you want to use. Okay, so if you know the products, okay, if you know the products, then of course you can type in. But for me, I already know the products. Okay, so I just copy and then I paste the products in the search. On the top right here, you can search your product in there, or if you have the name like fruit, veggie, whatever, you know. So here we go. All right, I'm looking for some ginseng milk powder, and here we go. This is the coupon I'm looking for. It's here, ladies and gentlemen. So now you found the product, you click in there, okay, right? So you go into the website, you log in, and then you find the product. Once you found the product, go into it. And then what happened? Check the product clearly. Okay, read all this. This is, sorry, is all in Vietnamese because I want to buy some product for relative in Vietnam.
So that's why I go here. You can copy all this and paste it in Google Translate, and you can understand in English or your language. Okay, right? So when you found a product, read everything you like it. So what happened? Maybe I buy 5 coupons. Okay, you can change whatever the coupon in here, but the maximum you can buy is 5. Okay, 5 coupons at the top, right? So now you're happy, you just click in buy. Beautiful, beautiful. So when you click buy only once and you wait, okay? You wait, right? That's you want to save or translate whatever you don't need, so you just cross them all out. So here, you can see here, right? It's 5 coupons, right? Yes. The total amount of coin is 0.791. Beautiful, beautiful, right? So what you need to do, go on down and then here, confirm purchase. Okay, just click on the confirm purchase and then you will see. Click one, okay? Sometimes people see it's slow like this. They click twice, 3 times, 4 times. It's double, triple, or maybe 4 times of your purchase. So normally I click one, I move the mouse away to a different area. That's why sometimes you click many times, they buy many coupons for you, okay? So now, congratulations, done. You have got your coupon available. Now you need to open the coupon and you want to send the coupon to the merchant, right? So you need to click here on the show coupon, right? Under the congratulations message, you can see here, show coupon. Click in the show coupons. Then of course, you will see the coupon show it for you underneath. Ah, there we go. This is the 5 coupon we just purchased, right? So you can show it in PDF. If not, you can copy the coupon like this, right? So what I do, you can highlight, okay? Oops. Ah, so it has to be highlighted individually. Okay, so what I do, let's see. And then copy. You see here, contact merchant. You click on the contact merchant so you can send this coupon to the merchant, ladies and gentlemen. Beautiful. So in here, I can paste what I copy in there to here. You can see here, wow. There is 5 coupon is here. So I put this is the number one. There we go. All right. So when you send this, the merchant, they will see this and they will redeem this 5 coupon, right? So I just click on send, or you can put your, oh, okay. Because I have sent them in the past, so they're already there. Okay, just click send. And you see the message, now the coupon are sent to the merchant. Ah, see? So they say in the 24th of September, 2021, you already sent this coupon to the merchant for the purchase. Beautiful, that's it, ladies and gentlemen. So easy, simple, right? Very easy, very simple. How you can buy a coupon, that's completion, that's finished, right? So if you are the business owner, who know who will gonna buy your product, right? It's like the merchant is in Vietnam, I'm here in Australia, but I want to send us the gift to my relative in Vietnam, I still can buy the product and send it. So now I contact the merchant, I already send the coupon to them, and then now the merchant can send the product direct to our families at home. Beautiful, right? This COVID-19, you can support people like that. So leverage this new Shaker e-commerce platform
We can do things easily. So now you know how to buy the coupon, right? Thank you very much, ladies and gentlemen. If you are the merchant, you want to leverage this and selling your products, contact us also. We will show you how to do it, how to become a merchant, okay? Thank you, ladies and gentlemen. Excuse me, I would like to take the opportunity to do this again in Vietnamese for all our Vietnamese people understand how to buy a coupon. Okay, thank you so much. Chào tất cả các cô chú anh chị em nha. Vừa rồi quý vị đã thấy thầm tương tác bằng tiếng Anh để mua coupon như thế nào. Thì bây giờ thầm cũng muốn hướng dẫn lại quý vị bằng tiếng Việt để cho quý vị biết cách thức từng bước một mua một cái coupon ở trong Deal Checker như thế nào nha quý vị ha. Để thành maybe trình cho nó ra. Bỏ nó đi. Rồi, ok, thằng vô lại. Coi như mình bắt đầu từ đầu thì tất nhiên mình sẽ vào cái trang là One Ecosystem nha quý vị nha. oneecosystem.eu. Rồi sau đó quý vị bấm cái chỗ này nè nha. Bấm cái chỗ Deal Checker Merchant. Quý vị bấm vào cái chỗ Deal Checker Merchant thì nó sẽ đưa quý vị vào một cái trang là Deal Checker nha. Đôi khi internet nó chạy chậm thì quý vị chờ đợi chút xíu nha. Thì hồi nãy thành vô rồi mà thành chưa có ra cho nên nó đã đi thẳng vô cái tài khoản của thành luôn rồi. Bình thường thì khi mình bấm cái đó nó sẽ qua một cái trang kế, nó kêu mình phải login vô nha quý vị. Hoặc là nó vô đây rồi mình phải bấm login nha. Mình phải bấm login vô đây thì mình phải vào tài khoản của mình rồi mình mới mua được nha quý vị nha. Mình mới mua được. Thì thí dụ như ok, bây giờ là quý vị đã login vô tài khoản rồi, bây giờ mình muốn mua cái sản phẩm, thí dụ như là sữa, mình bấm vào cái chữ sữa đi nha, coi nó nổi lên như thế nào. Mình muốn mua cái gì thì mình vô đó mình tìm kiếm nha quý vị. Sữa thì nó ra quá trời nhiều luôn. Rồi ok, bây giờ mình bấm lại có thể là hồng sâm ngọc linh đi nha. Mình muốn mua cái sữa hồng sâm ngọc linh thì mình bấm vào đó, thì mình bấm vô cái chỗ tìm kiếm này nha quý vị. Nếu quý vị nhớ cái tên thì quý vị có thể bấm vào đó. Wow, hồng sâm ngọc linh bán rất nhiều thứ nè quý vị nha, rất nhiều sản phẩm ở đây nha. Nhưng mà cái thành cần là cái sữa nha quý vị. Cái sữa hồi nãy để coi cái tên như thế nào, để thành lấy cái tên, khi thành lấy đúng cái tên sữa hồng sâm ngọc linh chấp nhận 50% quan nha. Sữa hồng sâm ngọc linh chấp nhận 50% quan. Mình có thể tìm nó sẽ ra. Nếu mình càng biết nhiều về cái tên thì nó sẽ càng ra nhiều chính xác, nhiều độ chính xác hơn cho chúng ta khi mình tìm ở đây nha quý vị. Rất nhiều thôi, bây giờ nó không ra được chính xác thì mình cứ vô theo cái này mình tìm không sao cả. Một là người ta sẽ gửi cái link cho mình nha. Có thể là người ta sẽ gửi cái link cho mình bấm vào cái link, hoặc là mình sẽ rồi sorry để mình mình sẽ tìm theo từng cái như thế này. Sẵn đây thành cũng muốn hướng dẫn để cho quý vị biết cách luôn, chứ thường thì thành bấm vào cái link cái là nó sẽ có rồi nha. Tại vì thành không có đánh được cái chữ chữ bằng tiếng Việt cho nên nó hơi bị đấy đó. Quý vị thấy không, hồng sâm ngọc linh ở đây có rất nhiều thứ, bán rất nhiều thứ nè quý vị nha. Rồi để thành coi có cái cách nào để mình viết nó nhanh hơn không. Chắc có thể là thành vô cái Facebook của thành này. Rồi thành lấy cái link nha, để cho nó đi nhanh nha, gọi mất công quý vị phải đợi nhé. Vô trong cái Facebook của thành, ở đây thành có một cái link, để thành bấm vào cái link thì nó sẽ đi rất là nhanh. Lúc đó quý vị sẽ nhìn thấy được cái sản phẩm của mình cần. Bây giờ là quý vị đã login vô rồi, quý vị chỉ là muốn tìm một cái sản phẩm của mình thôi, đúng không ạ? Tìm đúng cái sản phẩm rồi mình chỉ cần mua thôi quý vị, không có cần phải tốn kém nhiều thời gian nha.
thì Thành đang gửi cái link nó qua bên Messenger. Thì khi Thành mở ra được Messenger thì Thành sẽ vô cái link. À, Thành sẽ vô cái link thì quý vị sẽ nhìn thấy được nha. Đây. Đợi Thành cái nha. Đây cái link của Hồng Sâm Ngọc Linh. Thường thì quý vị muốn mua, quý vị có thể kêu khách của mình hoặc là cái người chủ doanh nghiệp ha, liên lạc với đưa gửi cho quý vị cái link. Thì đây, đây thấy chưa nè, thì đây là cái link nha. Thì coi như mình khi mình đã tìm ra được cái sản phẩm của mình muốn mua rồi thì quý vị đọc nha, đọc cho thật là kỹ nha. Bình thường thì cái này nó là bao nhiêu ạ? 380. Đây giá gốc là nó là 380, nhưng ở đây mà cái coupon là 0.16 cộng với 180 bằng tiền Việt Nam là cho một cái hộp sữa như thế này, tuyệt vời không ạ? Thay vì mình vào trong tiệm mình phải bán phần bình thường á, mình phải trả 380 phải không ta? 388 hay 360? 360 thôi. Bình thường Thành không coi giá nữa, không cần thiết, đúng không ạ? Khi mình được sử dụng coi mà bán đúng giá. Rồi bây giờ mình coi mọi thứ rồi, bây giờ mình hứng thú mình muốn mua thì quý vị thấy nè. Khi mình vô cái deal rồi, mình login vô của mình rồi nha quý vị nha, login vô tài khoản của mình rồi, thì bây giờ mình muốn mua một hộp thì mình bấm số 1, còn mình muốn mua 5, maximum mình có thể mua tối đa là 5 cái coupon thôi nha quý vị nha, không có thể mua 6 được nha. Mỗi một sản phẩm mình chỉ mua được 5 thôi. Giống như hồi nãy Thành đã mua 5 làm bằng tiếng Anh, bây giờ Thành muốn làm lại bằng tiếng Việt, Thành cũng muốn mua 5 làm quà tặng cho người thân trong gia đình ở Việt Nam. Thì bây giờ Thành mua 5 cái nữa. Ok, 5, mình chỉ cần bấm buy nha. Mình chỉnh con số xong, những con số là bao nhiêu, sau đó mình bấm buy. Sau khi bấm buy rồi đó thì nó sẽ qua một cái khung kế, nó sẽ báo cho mình là mỗi một cái coupon là 0.16 won. Nhân cho 5 cái thì nó ra là 0.79 won. Quý vị thấy won của mình giá trị không quý vị? 5 hộp sữa mà chưa có được 1 won nữa đó nha quý vị. Rồi bây giờ mình xong hết rồi, mình coi lại đúng hết thì ở dưới này nè. Họ kêu mình xác nhận lại một lần nữa là mình chắc ăn có muốn mua hay không nha. Thì mình bấm confirm purchase, có nghĩa là mình sẽ xác nhận lại và bấm một lần thôi nha quý vị. Khi thường á là mình bấm một cái rồi mình sẽ đưa con chuột qua chỗ khác, mình nhìn thấy nó quay quay ở trên nè, có nghĩa là nó đang hoạt động, mình đừng có bấm nhiều lần nha. Nhầm người, họ không để ý, nghĩ là thấy lâu quá, tưởng đâu nó không có work, cho nên cứ bấm hoài. Mà mình nhiều khi mình bấm nhiều quá nó sẽ mua nhiều lần cho mình nha quý vị, cho nên rất là cẩn thận, mình bấm cái mình đợi. Rồi đây họ nói là congratulations nè, là coi như là chúc mừng mình đã hoạt động thành công nha, mình đã thành công rồi. Thì bây giờ mình cần phải mở cái coupon ra để mình gửi cái số coupon đi cho cái người chủ bán, cái người chủ doanh nghiệp. Thì ở đây nó có cái chữ show coupon nha, show coupon có nghĩa là mở cái coupon ra nha, thì mình cứ bấm vào đó một cái rồi mình đợi nha quý vị. Đợi nó sẽ mở ra cái coupon, thì trong đó mình sẽ có được cái số coupon để mình gửi cho cái người merchant. Thì đây, đây quý vị nhìn thấy nè, 5 cái coupon mình mới vừa mua. Đây là cái số coupon, thì mình chỉ cần là highlight nó lại nha, highlight nó lại màu đen. Rồi bôi đen nó xong hết, mình chỉ cần bấm ở bên tay phải, bấm cái chữ copy, copy lại nha, copy nó lại. Xong rồi mình qua cái chỗ là contact merchant ở trên nè nha. Contact merchant là để liên lạc với cái người chủ doanh nghiệp đó, mình bấm vào đó nha quý vị. Bấm vào đó xong, tại sao? Tại vì mình muốn gửi cái coupon này đi cho cái người chủ, để cho họ redeem cái coupon, redeem cái giảm giá 50% này. Thì mình bắt đầu mình dán nó vô paste, hồi nãy mình copy, bây giờ mình bấm cái chữ paste nha, PASTE nha, là paste. Thì quý vị khi mình paste mình sẽ nhìn thấy nè, đây là số coupon của mình nè, wow, 5 cái nè ha. Rồi mình chỉ cần bấm send, có nghĩa là gửi đi. Rồi đơn giản như thế là quý vị đã mua được cái coupon rồi.
Thì quý vị càng thao tác từ từ thì mình sẽ quen, tại vì thầy Thành ở đây Thành hướng dẫn cho nên Thành đi chậm thôi, nó lâu như vậy thôi, chứ thực sự quý vị đã nhìn thấy nè, ngày 24 hồi nãy Thành làm 5 cái bằng tiếng Anh, bây giờ là bằng 5 cái nữa. Nó có ngày ngày nào mình gửi coupon đi có đầy đủ ở đây hết luôn nha. Đó quý vị thấy rồi đúng không? Nó rất là đơn giản đúng không? Đó là cách thức thao tác mua coupon từng bước một cho quý vị đó. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị luôn luôn sảng khoái sử dụng OneCoin tuyệt vời khắp mọi nơi nha quý vị. Bây giờ là quý vị đã biết rồi đúng không? Thì quý vị có thể share cái video này ra khắp mọi nơi nha, để cho mọi người đến trải nghiệm độ sử dụng OneCoin trong DealShaker, mọi người đều biết cách mua nha. Share nó ra giùm Thành, Thành sẽ chuyển cái video này vào trong YouTube luôn, cho nên quý vị có thể kêu mọi người vào trong YouTube Thành OC thì quý vị cũng thấy được cái video như thế này, và báo mọi người khúc đầu là tiếng Anh, khúc sau là tiếng Việt nha quý vị, từng bước một thao tác về cách mua. Rồi chúc quý vị luôn luôn thành công trong an lạc. Xin chào quý vị nha, xin chào.